Muốn phun tạm trong qua đó lửa hết mồm ra. Xin chào mọi người, xin chào quý khách và các bạn. Hôm nay mình làm một nồi chảo gà với nấm nha, nấm rơm nha. Một nồi chảo gà thật là đặc biệt, to khổng lồ luôn. Thơm ngon bộ xưởng. Mời mọi người nha. Ai ăn dong tay là giơ tay lên nào. Xin mời mọi người. Ai muốn ăn tự nội ảnh không với lớp ơi, nấu cho mình một nồi chảo gà mình ăn nha, mình nấu nha, mời nha, mời mọi người nha. Ôi đặc biệt luôn mà ơi. Ngon quá đi. Ngon không tưởng tượng được luôn. Ngọt từ gà. Ngon từ gà, ngọt từ nấm rơm. Thật là tuyệt vời. Mời xin mời các bạn. Em có thêm rau tía tô bỏ vô nha. Khi nào ăn bỏ. Để ngon cho mình một like, đăng ký ủng hộ kênh, like share nha mọi người. Để mình có động lực làm món ngon mỗi ngày nha. Bye mọi người, mình dừng clip ngang đây nha. Xin chào. Wow, được thì làm mấy cân. Đồng người lên 5 cân, 6 cân, 7 cân. Thêm bán ký nhiêu? Thêm bán ký bao nhiêu? Chẳng nhắc có cái tiền.